Làm sao để tạo ra những video viral trên YouTube, trên TikTok, trên Facebook một cách cực kỳ đơn giản mà không cần phải xuất hiện gương mặt? Các bạn có thể tạo ra hàng loạt video mỗi ngày, và video này thì chỉ cho các bạn cái công thức là tạo ra hàng trăm, hàng nghìn video bằng những cái AI để giúp cho các bạn tạo ra những cái kênh kiếm tiền trên nền tảng YouTube ha các bạn ha. Đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn sẽ nhận được trong cái video này. Các bạn chỉ cần vài thao tác thôi, nó sẽ tạo ra cho chúng ta kịch bản, sau đó nó sẽ tạo ra cho chúng ta luôn nội dung video cực kỳ nhanh chóng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Văn Thế Web, mình là Thế đây. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để giúp cho chúng ta tạo ra rất nhiều video mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Chúng ta không cần phải cắt ghép, không cần phải quay dựng và không cần phải suy nghĩ kịch bản nữa. Đã có trí tuệ nhân tạo giúp cho chúng ta thực hiện việc này rồi. Và nếu các bạn thấy hứng thú với những cái video AI mình chia sẻ thì các bạn đừng quên bấm vào nút chuông để đăng ký kênh của mình. Khi mình ra những video liên tục mới cập nhật như thế này thì các bạn sẽ là người đầu tiên đón nhận những video mới nhất nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên các bạn di chuyển tới phần aigenemy.google.com giúp mình. Đây là một AI miễn phí cho chúng ta, rất là tuyệt vời ha các bạn ha. Rồi, ok, trong khu vực này các bạn sẽ giúp mình yêu cầu nó là tạo bảng hai cột, gồm một cột là hành động tích cực, một cột là nói về cái hành động đó. Hoặc là các bạn muốn về cái nội dung gì đó thì chúng ta nhập vào giống tương tự giống như mình. Đây là cái câu lệnh, một cái form rất là đơn giản để cho nó hiểu rồi các bạn ha. Các bạn nhập đúng như vậy là ok. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút gửi ở đây. Và hệ thống AI của Genemy nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phần thông tin cực kỳ tuyệt vời như thế này. Nó sẽ tách ra cho chúng ta hai phần riêng biệt. Một là phần hành động tích cực, hai là cái phần giải thích cho cái hành động đó. Như vậy là chúng ta đã có những cái hành động tích cực mỗi ngày rồi. Mình đang làm nội dung về chữa lành và tạo động lực cuộc sống rồi các bạn ha. Thì các bạn sẽ kéo khu vực phía dưới này, nếu các bạn không thích cái mẫu này á, các bạn có thể xích lên phía trên này, kéo lên phía trên, chúng ta bấm vào hiện bản thảo, chúng ta có thể kích vào đây để cho nó ra được rất là nhiều cái bản thảo khác cho chúng ta. Nếu chúng ta không thích cái kiểu này, trong trường hợp các bạn thích cái kiểu chuyên nghiệp hơn, các bạn di chuyển tới dấu ba chấm ở đây, các bạn yêu cầu nó là viết chuyên nghiệp hơn thì nó sẽ tạo ra một nội dung mới cực kỳ nhanh chóng cho chúng ta như thế này, cực kỳ đơn giản thôi các bạn ha. Rồi ok, rồi sau khi mà nó cho chúng ta một cái bản thảo như thế này rồi, nếu chúng ta thấy không thích nữa thì chúng ta có thể di chuyển tới khu vực này, chúng ta yêu cầu nó là ngắn hơn, để cho nó tinh gọn hơn, vì chúng ta đang chủ yếu là làm video short thôi các bạn ha. Đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tạo ra một cái danh sách như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây nè, so với lại ChatGPT thì AI của Gemini nó thông minh hơn vì nó đang đồng bộ với lại cái phần Google Sheet thôi các bạn. Các bạn sẽ thấy một cái phần nữa là xuất sang trang tính, các bạn kích chuột vào đây giúp mình. Ok, chúng ta đợi cho nó tạo ra một cái file Excel online thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sử dụng file này để chúng ta đi làm video short thôi các bạn. Ok, sau khi nó tạo ra một cái bảng trang tính ở đây, nó sẽ có một nút mở trang tính lên và chúng ta sẽ thấy nó tạo ra cho chúng ta hai cột như thế này. Các bạn sẽ bấm vào đây, chúng ta mở rộng ra. Rồi, ok, mình sẽ bôi hai cái phần này thành một cái màu chữ khác cho các bạn dễ nhìn. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã có được ra 10 phần thông tin rồi. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển tới đường dẫn là vanthếweb.com/canva, chúng ta sẽ nhấn enter ở đây. Ok. Sau đó nó sẽ dẫn cho chúng ta tới cái nội dung đăng ký Canva, nếu các bạn nào có rồi chúng ta dùng luôn, còn nếu các bạn nào chưa có thì chúng ta đăng ký cái Canva Pro, mỗi tháng chúng ta chỉ có mất một cái lượng phí rất là nhỏ, nhưng mà đặc biệt cái tháng đầu tiên nó miễn phí cho chúng ta ha các bạn. Nếu các bạn dùng bản free thì nó hơi giới hạn. Ok. Sau đó các bạn di chuyển lại tới cái phần Canva ở đây. Tiếp theo chúng ta muốn làm video trên điện thoại di động hoặc là video dài thì chúng ta sẽ kích chuột vào khu vực này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm video di động. Chúng ta bấm vào tạo thiết kế và sau đó chúng ta gõ vào video di động. Ok, các bạn đợi cho nó xuất hiện ra và chúng ta sẽ kích chuột vào cái phần đầu tiên. Rồi, bây giờ nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái time frame như thế này. Mà chúng ta sẽ bắt đầu đi lựa chọn những cái phần thông tin ở bên khu vực này. Nếu chúng ta chọn về cái phần wow thì chúng ta kích vào đây, hoặc là chữa lành thì các bạn có thể gõ cái tiếng Việt hoặc là tiếng Anh vào cái khu vực này, các bạn hiểu chưa? Hoặc là mình sẽ lấy cái từ là trích dẫn. Ok, nó ra rất là nhiều mẫu tương tự giống như thế này. Bây giờ mình thích cái mẫu đầu tiên, chúng ta sẽ kích chuột vào đây. Rồi, đây là cái phần thông tin mình để lên phía trên, mình sẽ thêm hai vấn đề vào đây, một là cái phần hành động, hai là cái giải thích cho cái hành động đó. Ví dụ một phần là nó nói rèn luyện thể chất, sau đó nó sẽ là tăng cường sức khỏe và giảm stress thôi các bạn ha. Ok, bây giờ mình qua khu vực này, mình sẽ đổi phông chữ lại một cái phông mà mình yêu thích, ví dụ phông này. Ok, sau đó chúng ta sẽ giảm size lại cái chỗ khu vực này và ở đây mình sẽ format cho nó hiệu ứng là mình sẽ bôi phần này nó đậm lên, mình cho cái nền ở phía sau nó nền đen và mình sẽ thay đổi cái chỗ nền này lại thành một cái màu xanh chữ trắng, màu xanh chữ trắng như thế này. Ok chưa các bạn?
Rồi ở phía dưới này nó sẽ có một cái phần thông tin. Nếu nó không có thì chúng ta có thể xóa đi. Chúng ta có thể nhấn phím T trên bàn phím. Nó tạo ra cho chúng ta một nội dung văn bản. Ok, mình sẽ ghi thành cái chữ là giải thích ha. Và mình sẽ chỉnh cái size ở đây nó nhỏ lại. Cỡ tầm 25-30 thôi. Ok, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đưa một cái chữ này vào thử. Mình test trong cái khu vực này. Rồi, coi thử đủ thấy hay không ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tăng cái size nó lên dần dần nè. À, ok cho các bạn. Đó. Rồi, như thế này bắt đầu chúng ta cân chỉnh ha. Như thế này chúng ta bắt đầu cân chỉnh nè. Rồi, cái thằng này mình sẽ giãn ra hết và mình sẽ giảm nó về 50. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ kéo giãn dòng nó ra. Cho nó lên cùng một hàng thôi các bạn ha. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi, kiểu như vậy ha. Rồi, sau đó mình di chuyển tới đây. Mình sẽ cho cái màu văn bản của mình nó sẽ là một cái màu khác ha. Ở đây. Đó. Thì tùy chúng ta, nếu thích màu nào thì chúng ta sẽ cho màu đó ha. Mình sẽ cho chữ màu vàng và cái viền màu đen. Đây. Mình sẽ chọn lại cái viền màu đen cho nó nè. Rồi, ok. Hiệu ứng này các bạn. Chúng ta chọn ở đây và chúng ta chọn lại cái màu màu viền của nó là màu đen. Viền màu đen hoặc là viền màu trắng tùy chúng ta ha. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta xem thử nha. Đó, các bạn thấy giờ nó sẽ chạy ra một cái đoạn nội dung và ở phía dưới nó sẽ có một cái phần thông tin. Bây giờ để truyền cho nó một cái phần hiệu ứng vào thì chúng ta sẽ kích chuột vào đây. Mình bấm vào chuyển động nè. Mình sẽ cho cái nút lướt như thế này hoặc là nút gạt như thế này để cho nội dung nó trở nên sinh động hơn. Vậy là bước đầu tiên chúng ta đã nhanh chóng tạo ra được một cái mẫu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái bước thứ hai, đó là tạo nội dung hàng loạt trên Canva. Các bạn sẽ di chuyển vào cái khu vực ứng dụng ở đây. Các bạn sẽ tìm giúp mình một cái chỗ là tạo hàng loạt ở phía dưới này. Nó sẽ có một nút tạo hàng loạt ở đây. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm vào nhập dữ liệu một cách thủ công, kích chuột vào đây. Sau đó chúng ta xóa nội dung hàng đi. Quay vào cái khu vực này, các bạn sẽ copy hết hai cột này giúp mình. Rồi, chúng ta sẽ nháy phải sao chép. Và chúng ta đem qua đây. Và chúng ta đem qua đây, chúng ta nháy phải, chúng ta dán vào. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã có hai cột, một cột là hành động, một cột là giải thích cực kỳ nhanh chóng. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút xong ở đây. Bây giờ chúng ta muốn kết nối vào và chúng ta nháy phải cái chỗ này. Chúng ta bấm vào kết nối dữ liệu và chúng ta chọn hành động tích cực. Ok chưa? Bước thứ nhất, chúng ta đã chọn xong. Bước thứ hai, chúng ta nháy phải đây và chúng ta bấm kết nối dữ liệu. Và chúng ta chọn vào cái phần giải thích. Như vậy là chúng ta đã ngay lập tức có được hai cái dấu ngoặc nháy ở đây. Các bạn thấy hai dấu ngoặc nháy chưa? Như vậy là xong bước 1. Đây, mình sẽ zoom to lên cho các bạn thấy rõ nè. Ok, ở phía trên và phía dưới đảm bảo nó đã có hai dấu ngoặc nháy ở hai đầu rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta nhìn qua bên phía tay trái này. Nó sẽ có một cái nút tiếp tục, chúng ta kích chuột vào đây. Sau đó các bạn bấm vào tạo 10 thiết kế. Chúng ta sẽ kích chuột vào đây. Rồi, như vậy nhanh chóng nó sẽ tạo ra cho chúng ta một video rất là nhanh. Ví dụ, rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, giảm stress. Nó nói xong câu này, tiếp tục nó sẽ chuyển động qua một cái câu số 2. Thế các bạn thấy chưa? Chế độ dinh dưỡng hợp lý, cung cấp dưỡng chất, phòng ngừa bệnh. Rất tuyệt vời. Nếu trường hợp các bạn thấy cái chuyển cảnh này nó xấu quá, chúng ta di chuyển chuột tới chính giữa đây, chúng ta kích vào. Và chúng ta có thể chọn một cái kiểu hiệu ứng khác, gạt hoặc là kiểu gạt màu, chạy tràn hoặc là kiểu xếp chồng, rất là nhiều cái kiểu hiệu ứng thôi các bạn ha. Và bây giờ chỉ cần đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã tạo ra rất là nhiều cái kiểu video cực kỳ nhanh. Nếu các bạn không thích cái hình nền phía sau này, chúng ta có thể thay lại cái hình nền tương ứng với lại từng nội dung. Ví dụ chỗ này mình không thích nội dung này, mình có thể di chuyển tới cái chỗ thành phần ở đây. Rồi sau đó mình sẽ tìm tới một cái mục đó là thể thao hoặc là thể dục ha. Rồi mình sẽ di chuyển tới cái phần video ở đây và mình sẽ lấy video này. Sau đó mình nháy phải đây và mình bấm vào thay nền. Và mình sẽ dịch chuyển cái nền này qua đúng cái trọng tâm cho nó. Các bạn thấy chưa? Như vậy thôi là chúng ta đã có một video cực kỳ nhanh chóng. Ví dụ như là chế độ dinh dưỡng, mình sẽ bấm vào đây, mình bấm vào dinh dưỡng. Mình sẽ tìm chữ dinh dưỡng ha. Sau đó mình sẽ di chuyển tới phần này, nháy phải và thay thế nền. Sau đó chúng ta cân chỉnh vị trí cho nó phù hợp và chúng ta thoát chuột ra bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại thành quả của mình nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái nút full ở đây. Chúng ta sẽ thấy trong khu vực này. Rồi, nó sẽ chạy như thế này. Nếu trường hợp mà cái ảnh bị móp như thế này là chúng ta chưa có tinh chỉnh đúng kích thước. Và các bạn quay lại đây, các bạn sẽ chỉnh lại cái vị trí cho nó là ok. Bây giờ chúng ta sẽ kéo chuột vào cái phần đầu tiên. Chúng ta sẽ cho nó chạy. Đó, các bạn thấy chưa? Thể dục thể thao thì chúng ta mô phỏng như thế này. Phải tăng cường sức khỏe và giảm stress.
Đó, rất là đơn giản thôi các bạn ha. Thì chúng ta tạo ra những cái kênh YouTube về chữa lành, những cái kênh YouTube về sức khỏe, đó, chế độ dinh dưỡng, cung cấp dưỡng chất phòng ngừa bệnh cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Chỉ đơn giản như thế này thôi là Thế đã chỉ cho các bạn được cái cách để chúng ta tạo ra hàng loạt video mỗi ngày, video short rồi, các bạn không cần bí ý tưởng nữa. Nếu các bạn bí ý tưởng, các bạn không biết làm chủ đề gì, các bạn có thể quay lên cái AI Gemini ha. Chúng ta sẽ nhìn ở phía trên màn hình này, chúng ta sẽ nhập cho nó một cái lệnh là tạo một danh sách 10 chủ đề, 10 chủ đề làm video chữa lành, video short. Đó. Ok, chúng ta nhấn Enter thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta ngay lập tức 10 chủ đề, ví dụ như về thiền định nè, về yoga nè, rồi về âm nhạc chữa lành nè, về chữa lành bằng thiên nhiên, liệu pháp hương thơm, thăm cứu gì đó, rất là nhiều cái cách kể một câu chuyện truyền cảm hứng. Ok. Đơn giản như vậy thôi là Thế đã chia sẻ cho các bạn một cái cách chúng ta có thể mỗi ngày tạo ra được một video short để chúng ta viral lên những cái kênh như là TikTok, như là Facebook, như là YouTube, để mục đích của chúng ta là kiếm tiền YouTube và kiếm tiền affiliate hoặc là kiếm tiền với AdSense. Xin chúc các bạn thành công. Nếu các bạn muốn có một cái lộ trình chi tiết từ cái việc tạo kênh, từ cái việc kiếm tiền trên YouTube và sử dụng những cái hệ thống AI để làm ra video, rồi thì mình có một cái khóa học cực kỳ chi tiết để giúp cho các bạn thực hiện được việc này. Nó thông qua 8 chương và 37 bài giảng cực kỳ chi tiết, giúp cho các bạn có thể sử dụng AI tạo ra những kênh YouTube và kiếm tiền bằng mọi cách thôi các bạn. Mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết trong này. Và đặc biệt những cái bạn nào xem được video ngày hôm nay với một cái mức giá ưu đãi 3 triệu 9 cho một cái giá như thế này thì mình giảm còn 999 ngàn đồng. Các bạn đăng ký vào cái đường link ở phía dưới mô tả để các bạn có thể học tập chi tiết hơn. Khi mà các bạn học những video miễn phí trên kênh YouTube của Thế cũng có thể học hỏi được những phần nào rồi. Tuy nhiên, những bạn nào muốn có một cái quy trình bài bản chi tiết và được hỗ trợ bởi cái đội ngũ của mình thì các bạn hãy đăng ký khóa này để tham gia nhé. Xin chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.